Hai nữ tiếp viên Việt Nam bị bắt tại Hàn Quốc vì tinh dầu cần sa, hãng hàng không nói gì. Ngày 6 tháng 9, đài MBC Hàn Quốc đăng tin cảnh sát thành phố Incheon phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã bắt giữ hai nữ tiếp viên trong số bốn phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam hồi tháng 4 năm 2023 vì nghi ngờ buôn lậu tinh dầu cần sa vào nước này. Số tinh dầu cần sa trị giá 300 triệu won, khoảng hơn 5 tỷ đồng, được để vào các hộp đựng mỹ phẩm, giấu trong hành lý và được các tiếp viên mang vào Hàn Quốc. Hiện tại, cảnh sát Hàn Quốc đang truy tìm các tiếp viên hàng không khác có liên quan mở rộng điều tra vụ việc. Phía cảnh sát Incheon nhận định việc các tiếp viên hàng không Việt Nam nhận vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Hàn Quốc để kiếm thêm thu nhập đã có từ lâu. Các tiếp viên khai rằng mỗi lần vận chuyển họ nhận được khoảng 68.000 won, tương đương 1,2 triệu Việt Nam đồng. Họ chỉ nhận chuyển hàng hộ, không biết bên trong là chất bị cấm. Trả lời báo công thương sáng ngày 7 tháng 9, đại diện hãng Vietjet khẳng định hai tiếp viên trong phản ánh trên không thuộc phi hành đoàn của hãng. Hiện hoạt động của Vietjet đang diễn ra bình thường, an toàn và tuân thủ các quy định. Hãng hàng không Bamboo Airways cũng cho biết đang đợi thông tin xác minh từ cơ quan chức năng, nhưng thông tin ban đầu hai tiếp viên trên có thể không thuộc phi hành đoàn của Bamboo Airways. Trong khi đó, chia sẻ với báo chí, phía Vietnam Airlines cho hay đang xác minh từ các bộ phận chức năng